Thưa quý vị, trong bối cảnh mà cảng cá Thọ Quang tạm thời bị đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, nhiều ngư dân cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tiếp sức ngư dân trong mùa dịch, Thanh đoàn Đà Nẵng cùng với một số câu lạc bộ thiện nguyện đã kịp thời trao đến họ những phần hỗ trợ thiết thực. 400 suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, cá khô, dầu ăn, nước mắm, gia vị vừa được chuyển đến cho các hộ ngư dân tại ba phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tổng giá trị các phần quà hơn 100 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa và kịp thời của Thanh đoàn Đà Nẵng cùng với câu lạc bộ Hub Đà Nẵng Chapter và câu lạc bộ Big Cup Đà Nẵng đối với 400 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương khi thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội để nhanh chóng khống chế dập dịch. Thanh đoàn Đà Nẵng cũng đã quan tâm kịp thời đối với lại những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên như ba địa bàn ở ba phường. Thì sau cái tiếp nhận các nhu yếu phẩm này thì đoàn thanh niên của quận sẽ kịp thời chuyển các cái nhu yếu phẩm này về đối với lại bà con nhân dân. Trong bối cảnh mà các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, không thể vươn khơi để đánh bắt thủy hải sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những phần quà vừa là sự hỗ trợ, vừa là lời động viên để họ yên tâm chấp hành các quy định về phòng chống dịch của thành phố. Dịch bị khó khăn, tôi cũng cảm ơn thành đoàn giúp đỡ cho nghèo chúng tôi. Nhằm hạn chế việc đi lại, tập trung đông người, lực lượng thanh niên tình nguyện tại cơ sở sẽ mang những phần quà đến trao tận tay cho người dân.